Thế gian này bây giờ bệnh hoạn nhiều lắm, ung thư bệnh này bệnh kia, mà bệnh kỳ cục lắm nghe. Toàn là những cái căn bệnh mà xuất hiện kỳ dữ lắm. Bác sĩ bó tay, nói gì đâu mà bệnh tình bây giờ lạ kỳ quá, nhiều loại bệnh kỳ cục quá. Đó. Thì bị biết rằng là vì sao? Vì cái sát hại nó đáng sợ quá. Bây giờ cái đầu óc con người ta suy nghĩ ra nhiều cái cỗ máy để sát sanh ghê lắm. Ngày xưa thí dụ như con gà mình đè nó, cắt cổ nó, đúng không? Bây giờ nó chơi cái máy, nó bỏ con gà vô, bỏ vô gà chạy ra, bỏ con gà còn sống, chạy ra con gà chui lũi. Ghê không? À, bây giờ có những bộ máy mà làm heo luôn mà. Bây coi á, nó làm thịt bằng máy không à. Nên cái sự giết biết bao nhiêu mà nói, một ngày thì ngày xưa người ta cắt cổ gà đâu được mấy con, nhưng mà bây giờ máy nó cắt thì quá nhiều. Bây coi, tuy là lời thì thấy nhiều, nhưng mà không có tồn tại đâu. Nó không có tồn tại đâu. Nhà nào mà làm nghề sát sanh là nhà đó là không có tồn tại đâu. Nếu như quý vị mà có được thiên nhĩ hoặc là nghiệp quan gia chiêu cảm, là quý vị sẽ thấy cái nhà nào làm nghề sát sanh đó, bằng đêm á, là cái tiếng heo bò gà vịt nó kêu, nó kêu thê thảm lắm. Trả mạng cho tôi. Kêu vậy đó. Trả mạng cho tôi. Trả mạng cho tôi. Ghen vậy đó. Quý vị coi nhà đó sao sống nổi. Trời ơi, mỗi ngày nó kêu như vậy sao sống nổi quý vị. Cái nhà nào mà làm nghề sát sanh là xung quanh nhà đó vậy đó, quan hồn đầy. Con người ở nhà đó săn hẳn lắm, vì quan hồn nó bám đầy người nhà đó luôn. Con người nhà đó từ ông bà cha mẹ con cháu nó bám đầy hết luôn. Trừ khi trong nhà đó có cái người đó tu, là trong cộng nghiệp nó có bị nghiệp thì nó đỡ. Còn nếu không thì mỗi một con người nó bám đầy. Tại vì đồng tiền này tạo ra và cả nhà này cùng ăn, cùng sống, nó cộng nghiệp hết, nên nó bám đầy trong người nhà này. Cái con người trong nhà đó thường săn hẳn cho lắm. Mới bị đi con người làm nghề sát sanh như gia đình nó săn hẳn cho lắm. Đụng tới một cái là cầm dao cầm búa vuốt nhau chém. Nó cầm dao răm thì ghê lắm. Tại vì sao? Vì làm nghề sát sanh. Quý vị thấy cái nhà nào mà làm nghề đám heo đi, vì thấy con cháu họ sanh ra mặt giống đám heo, hao hao giống heo. Ghê lắm quý vị ơi. Đó, làm nghề gì nó ra nghề đó. Con người nó sẽ chiêu cảm đến cái gia đình mình vậy đó. Mà toàn là những cái loại con cháu ghê gớm lại nhà đó không. Nên người xưa ta nói câu, gia đình có phúc thì phúc hưởng có thừa, gia đình vô phúc thì quả tai có thừa. Hiểu không? Bây giờ quý vị coi, bây giờ chùa mình đông đúc gì mà sao mỗi ngày bình an vậy? Có sát sanh con vật nào đâu, có giết con vật nào đâu. Đông người gì mà bao nhiêu con người vô đây là ăn chay không à? Giống mình đây vô đây giống như cái lò ăn chay chứ sao. Vô đây là gầy dựng con người thành cái lò ăn chay. Vô đây ăn chay chứ ăn cái gì? Thấy không? Ở 3-4 ngày chùa ăn chay không? Mà nguyên một cái vàng người này mà ở đây 3 ngày, 4 ngày, quý vị biết bao nhiêu con vật ở ngoài không bị giết chưa? Hiểu không? Nó đâu phải trong đây ai cũng ăn chay trường hết đâu. Cũng có một số người chưa ăn chay trường đâu. Ăn chay đụng. Đụng đâu ăn đó. Đụng chai ăn chai, đụng mặn ăn mặn, đụng gà ăn gà, đụng vịt ăn vịt. Nên là chai đụng, thấy không? Đó. Nên quý vị nhớ, ăn chay trường được là cái điều tốt dữ lắm. Dừng cái sát hại, dừng cái nghiệp sát hại lại, thấy không?
Bệnh đau từ sát sanh mà ra, kiếp nạn, dịch bệnh, chiến tranh đều từ sát sanh mà ra. Nên nhà khoa học ta nói câu là ăn chay cứu quả địa cầu. Nhà khoa học ta đã thí nghiệm rồi đó. Nó ăn chay cứu quả địa cầu. Vì bao nhiêu con người đang ngồi đây là đang cứu quả địa cầu. Mà nó cũng đâu có ớm ho gì đâu, mà ăn chay nó ngon quá trời luôn. Đồ chay mà biết làm ngon lắm nha quý vị. Nhưng Đức thấy mấy cô chùa mình á, làm đồ chay ngon lắm. Làm nhiều món lắm quý vị ơi. Tại vì đông quá nên có làm món được đó. Chứ ít người mấy cô làm nhiều món lắm. Bây giờ bên này Tùng Lâm đồ chùa mới đồ, mấy sư cô chùa mới nấu đồ ăn ngon. Chứ nấu nhiều món lắm quý vị. Thì từ nơi đó mà mình thấy rõ ràng đó. Mình thấy là hồi xưa mình ăn mặn, mình nói rằng là ăn chay mà ăn cái gì. Nên nhiều người lúc đó người ta ăn chay như dưới quê thì thấy nó khổ. Nó khổ là giống như ăn tương, ăn chao, không ai lo cho ăn hết. Đi làm cực quá trời luôn vì thấy cái tô tương mặn chát, vất vả quá, đúng không? Thì người ta thấy ăn với mà ốm o gầy mòn. Rồi ăn chay mà ăn với cái tâm nó không biết tu, không nghe pháp, không có dịu cái tâm. Nên tuy ăn chay mà cái tâm cũng sân hận nè, cũng khó tính. Nên cái ăn chay đó nó mới khổ. Còn ăn chay như chùa mình có khổ đâu. Nó giả đủ thứ. Bởi vì cái cõi đời này thật thật giả thật thật. Ăn chay mà bò vịt gà gì tùm lum. Thì thấy cái cõi đời không, con người mình nó ghiền gà, nó ghiền vịt, ghiền bò, ghiền heo. Tức khi ăn chay cũng phải giả ra thứ đó để nói lên cái tiếng đó. Nhưng mà nó ăn chay được là cũng may mắn rồi. Có những người nói tàu ơi ăn chay mà sao kêu mấy con đó không. Bây giờ nó làm cái món nó không kêu con đó chứ kêu cái gì. Nó là danh xưng thôi, hiểu chưa? Danh xưng thôi. Thí dụ như bây giờ mình hiền người ta kêu mình cái thứ ác ôn thì danh xưng thôi. Mình là hiền nó vẫn là hiền, thấy không? Còn cái tên ác ôn nó kêu hiền, người ta nói dùng cái thứ ác ôn mà hiền. Cái thật chắc vẫn là ở bên trong của nó. Hiền hay ác là tự mình biết. Có những người hỏi thầy ơi bây giờ con ăn chay trường rồi, con ăn trứng được không thầy? Nhưng Đức nói được hết trơn á, ăn cái gì cũng được nhé. Muốn ăn cái gì mà không được, cái là chuyện của mấy người, muốn ăn sao cũng được. Nhưng mà đã ăn chay rồi, đã quyết định ăn chay rồi thì ăn trứng làm chi? Đúng quý vị. Còn thí dụ như người này mới ăn chay trường, mới ăn chay trường, họ còn thèm ăn trứng thì thôi ăn trứng đi. Ăn trứng một trứng đi, hai trứng, trứng hai trứng gì đó kệ đó. Ăn được trứng hai trứng rồi nó ăn chay trường, hiểu không? Còn bây giờ mình không cho nó ăn trứng hay trứng, nó ăn mặn sao? Thôi kệ, nó giảm ăn mặn tối đa, giờ ăn có một trứng hay trứng thì cho nó ăn đại đi. Có cái bà kia nói dạ thưa thầy, con chay trường rồi mà con gặp trứng gà con thèm, mà mỗi lần con ăn là con ăn cặp trứng luôn, được không thầy, có tội không thầy? Những Đức nói thôi bây giờ bà bà ăn chay được là quá tốt rồi, mà một ngày ăn một cặp trứng thì cũng còn được. Ở trong bụng mình nói cái bà này sao ngủ ghê, thì sao bà không ăn một trứng hay ba trứng
quyết định ăn một cặp trứng. Ngộ thứ ghê. Ok, chắc bà ăn cho có cặp có đôi vậy sao. Rồi đi đến chùa mình đâu 2 năm. Những đứa gặp bao nhiêu đứa hỏi: bữa nay còn ăn cặp trứng nữa không? Bà nói dạ bỏ thầy. Ăn có 1 năm sau mà ngán quá nghỉ ăn. Những đứa nói thấy không? Đi đến chùa nghe giảng viết ghiền ăn cặp trứng mà bỏ được luôn. Hay ghê. Quá hay. Có những người hỏi ăn chay rồi con ăn tỏi hành hẹ đồ kiệu đồ ngũ tăng đồ ăn được không thầy? Những đức nói nếu mà thích ăn thì được, nó cũng là thực vật thôi, hiểu không? Nếu thích ăn mà cảm giác như ăn nó mà ăn chay được, còn không ăn nó mà ăn mặn thì nên ăn nó để ăn chay, đúng không? Phi á, thơm thơm một chút để cho gia đình mình chồng mình đồ ăn ngon một chút để nó ăn chay, còn hơn là mình không cho nó ăn cái đó nó đi ăn mặn, tính để cho bằng cân nặng nhẹ đi, bên nào nặng bên nào nhẹ. Ngũ tăng vẫn là thực vật, hiểu không? Vẫn là thực vật, thực vật thì từ nơi đó mà ăn chay ăn được khi người chưa ăn quen, còn người nào ăn quen rồi thì khỏi ăn ngũ tăng. Ờ, khỏi ăn ngủ tăng. Phật pháp nó hay lắm quý vị, nó đều được hết trơn. Giống như cái câu chuyện nghịch duyên không, ông chồng ông ép ăn mặn cho bằng được, vợ chồng cứ vì cái chuyện ăn chay ăn mặn mà cự lộn tối ngày. Đi lỡ gặp bà cư sĩ cao thủ, bà cư sĩ cao thủ nói ăn mặn ăn chay mà vợ chồng lục đục hoài, thôi vậy thì ăn đại đi. Bà kia hỏi ăn đại là ăn sao? Nó thì ăn mặn giống nó luôn đi. Khó quá, cái đó là quá khó, khó đến mức không tưởng tượng được luôn, nó quá khó. Thì bà ăn y gan chồng bà luôn, nhưng mà bà niệm Phật đạt tiêu chuẩn, bà quyết tâm bà niệm Phật cầu sanh cực lạc, cản luôn. Thấy không? Ăn chay cũng cản, niệm Phật cũng cản, cái gì thiện làng chồng này nó cản, cái gì thiện làng chồng nó cản. Nên mình nghe đạo mình biết á, khi mình niệm Phật mà mình muốn sanh cực lạc á, đối với cái người thân bên cạnh mà chưa cầu sanh cực lạc, quý vị phan hãy đem cái cầu sanh cực lạc ra cho họ thấy. Con người ta nó thường đem cái đó ra nó mất hứng quý vị, nên nó ghét, nó không cho mình ăn chay niệm Phật, hiểu không? Nên á, mình tránh bớt cái gì, cái việc cầu sanh cực lạc trước mặt cái người không hiểu đi. Bản thân mình hãy nuôi cái tâm đó cho nó cực kỳ lớn để bên trong. Nên Hòa Thượng Tịnh Không ngày nói rằng cái cõi này cả tu tinh tấn mà còn giấu, vì mình tinh tấn tu thì nó khảo mình lớn, mà nó khảo mình quá rớt. Nên cả tu tinh tấn trong chùa cũng phải tránh. Mới vô chùa siêng năng quá, tinh tấn quá, mới vô xạo tắt mấy ngày, thấy không? Chăm chích dữ quá, khó tu. Từ khi cái người đó có cương vị mà họ chỉ cần xuất hiện cho công chúng thôi làm ảnh hưởng người ta, không ai dám đụng họ chứ, vì họ cái gốc cứng quá, nên họ tinh tấn thì tốt. Còn mình thì gốc chưa có bám rễ sâu, tinh tấn cũng giấu, tinh tấn cũng phải giấu. Không? Tránh bớt, nhưng nuôi được cái tâm bên trong siêng tu, siêng tu không ai thấy, để có thời gian cho mình rèn, gây dựng cho mình cả đời lâu dài, vậy thì mình mới có kết quả. Không? Quý vị thấy trong cái cuộc đời này tu hành đó, mà ai mà phất lên cái là bị đè chìm ngấm, rõ ràng không? Là vì phất lên mà không có gốc nên nó chìm. Nên quý vị biết mình được 10 năm nay là nhờ cái gốc Hòa Thượng,
không có gốc bà Thượng chìm đi đâu mất tiêu. Mà không có gốc hòa thượng thì mình cũng làm được cái gì? Không có cơ hội đâu làm. Không có cơ hội làm. Làm được nhưng không có cơ hội làm cũng bằng không à. Thấy không? Nên từ nơi đó mình phải hiểu cái nguyên lý này. Nhưng mà phải làm cho đúng. Làm không đúng thì họ bứng sạch nhách hết luôn. Thấy không? Nên mỗi một con người chúng ta phải làm cho đúng. Làm nghiêm túc, làm đàng hoàng. Vậy thì người ta nghe, người ta thấy được. Ông này hướng dẫn Phật tử tu hành ăn chay niệm Phật thiện, đâu có trở ngại gì chuyện gia đình đâu. Nãy giờ tôi nghe nói ông nói ăn chay sao dễ quá, sao nhiều người nói gì cái gì cũng không được. Cái không được nhiều cái là cái người nó lâu năm quá, nên nhiều cái nó không được. Ví dụ như ăn trứng đừng ăn, mình ăn chay lâu năm rồi. Ngũ tăng mình đừng ăn gì, ăn chay lâu năm rồi. Cái người nó ra tu lâu năm rồi, nó bám gốc chắc rồi thì nhiều cái không được. Đối với họ không sao, nhưng cái người mới tu đừng có nhiều cái không được. Nhiều cái không được họ bỏ tu, bỏ luôn rồi, nên mất tiêu họ luôn rồi. Nên phải cho họ được đi, rồi dẫn từ từ. Thấy không? Dẫn từ 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 từ. Nên Phật từ bi lắm. Phật từ bi chúng sanh lợi ích một chút là Phật giúp liền à. Phật rất là từ bi. Nên cái nguyện của Phật là rất từ bi. Từ bi vô cùng, vô cùng từ bi. Quý vị mấy ngày nay đi đến đây nghe những cái lời nguyện của Phật mà như Đức đọc lên để học tập, quý vị thấy nó an lạc vô cùng không? An lạc lắm mà. Thấy tụi nó phát tâm niệm Phật giảng sanh. Nhớ nghe, mỗi người mình ngồi trong đây, đời này mình phải đi về cực lạc gặp nhau nghe không? Về cực lạc ngon lắm. Không? Mình cái cảm giác thôi mình đã thấy thích thú vô cùng. Quá thích thú rồi. Đó. Nên hôm nay chúng ta đọc đến cái nguyện thứ 18 nè. Mấy cái nguyện này có đọc hoài học cũng thích. Nguyện thứ 18 là tín nguyện kiên cố nha quý vị. Nhớ nghe. Mà người giảng sanh đi cực lạc thì tín nguyện phải cực kỳ kiên cố. Kiên cố như bàn thạch vậy đó, cứng ngắc luôn, không ai lay động được. Cái tâm niệm Phật, nhớ Phật của mình là không ai lay động được hết. Ở như vậy đó mới thành công con đường giảng sanh. Nhớ, tổ sư nói bây giờ Phật Thích Ca Mâu Ni ngày xuống nói ta có một cái pháp đặc biệt hơn dạy con, bỏ niệm Phật đi. Đảnh lễ ngài nói dạ con nghe lời ngài ban đầu, phát nguyện niệm Phật giảng sanh rồi. Xin ngài cho con tròn tâm nguyện. Đúng không? Nhớ những câu này nhắc hoài nghe. Ôi cái người niệm Phật đông nhưng mà cái người bỏ cuộc nhiều dữ lắm nghe quý vị. Bây giờ trong đoàn mình, trong nhóm mình, trong huynh đệ chị em mình đi tu tịnh độ này quý vị ta thấy thôi, nó lạc tá lạ âm binh, nó lạc lối. Quý vị biết vì sao cái người niệm Phật mà bỏ cuộc không? Vô vị. Niệm Phật vô vị. Trong khi Phật nói là niệm Phật có hương vị, nhưng họ niệm Phật vô vị. Niệm Phật vô vị thì họ bỏ cuộc. Họ niệm lâu ngày, mấy năm họ không có kết quả, bỏ cuộc. Quý vị niệm nhất định có kết quả. Nhân Đức nói rằng là bây giờ Nhân Đức niệm Phật mười mấy năm nay, Nhân Đức càng niệm càng an lạc, càng niệm càng tốt, càng niệm càng vui, càng niệm càng không buồn giận người để trong tâm, càng niệm càng cuộc sống ổn định, càng niệm càng làm được bao nhiêu điều ý nghĩa trong cuộc đời. Rồi càng niệm Phật tử ào ào chúng ta cùng kết bạn nhau, kết thành một cái bè lớn để cùng niệm Phật, nó bay về cực lạc. Vì nghĩ thù thắng cái nào chưa? Có một câu Phật hiệu chứ gì. Nên nguyện thứ 18 Đức Phật nêu lên nè: khi con thành Phật, vừa nghe một cái là tất cả chúng ta là trong lòng khi con thành Phật liền. Mà vừa nghĩ khi con thành Phật là cái chủng tử làm Phật đó phát triển liền. Khi con thành Phật, khi con thành Phật, ngày nào cũng khi con thành Phật. Có chúng sanh nào ở mười phương cõi nghe được tên con, là chúng sanh mười phương khắp pháp giới. Trong đó có chúng ta, có côn trùng, có chim sẻ, có chim sâu. Đúng không?
có én, có đầy đủ hết trơn, côn trùng nhỏ nhít, bướm. Chúng sanh mười phương nó có đủ hết trơn, thấy không? Có đủ á. Nên tại sao mà những đứa gặp kiến là những đứa quy y cho nó, chắp tay lên liền, ai cười kệ, gặp ổ kiến mừng quá, bước đến chắp tay lên, đọc tam quy y. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Đọc ba lần niệm Phật 10 câu. Nguyện khi bỏ thân này nên hướng về cực lạc. Đời đời kiếp kiếp gặp nhau chúng ta đều niệm Phật để về cực lạc. Vừa phát nguyện như vậy là có duyên độ sanh. Quý vị biết rằng thời Đức Phật còn tại thế, mà Đức Phật đi đến một cái làng nọ độ chúng sanh nó không được. Thì hiện Đức Phật về nói với Tôn giả Mục Kiền Liên đến cái làng đó đột. Các đệ tử thấy lạ, Đức Phật độ không được, sao mà Tôn giả Mục Kiền Liên độ được? Vậy mà Tôn giả Mục Kiền Liên đến thiết bài pháp nghe riu riu luôn, độ được liền. Khi bữa sau hợp chúng thì đệ tử Đức Phật quỳ lên thỉnh Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn vì duyên cớ gì Đức Phật đến nơi đó độ, làng đó mà độ không được, chúng sanh không nghe, mà Tôn giả Mục Kiền Liên là đệ tử của Đức Phật, vì sao đến đó thuyết pháp mà họ lại nghe? Đức Phật ăn cần dạy cho đệ tử: này các vị tỳ kheo. Ăn cần dạy các đệ tử liền, thấy không? Vì Tôn giả Mục Kiền Liên trong một đời kiếp nào đó, Tôn giả đi vô trong khu rừng, gặp nguyên một cái tổ ong thiệt là lớn, thì Tôn giả Mục Kiền Liên lại phát nguyện độ cái tổ ong đó. Phát cái nguyện đó và kết duyên với cái tổ ong đó, là nguyên một cái tổ ong đó là cái làng đó đó. Nên khi Tôn giả Mục Kiền Liên đến độ là họ nghe lời liền. Thấy không? Nên vậy thì mình quy y cho nguyên một cái ổ kiến, thì biết đâu một ngày nào mình đến nguyên cái làng kiến. Cái làng mà kiến thì nó đến đó nó làm người. Mình đến nó cái là nó ăn cần, nó đón tiếp mình liền, thích mình, mình nói nó nghe. Còn nếu như mình không có duyên với họ thì sao độ? Nên Phật nói rằng độ người có duyên, không có duyên không độ được. Nhưng trong Phật pháp nó hay nghe quý vị, ác duyên cũng độ được nè, ác duyên cũng độ được nè. Ác duyên là có duyên, ngộ ghê không? Còn không có duyên là ác thiện không có luôn, là mới là gọi là không độ được. Còn ác duyên cũng độ được nữa. Cái câu chuyện mà niệm Phật diệt tội đó, là cái bậc A-la-hán này á, ông quán cơ ông nhìn thì có một chàng công tử đó ăn chơi sa đọa, sau này gia đình nghèo đi, đi xin ăn mà hung bạo dữ dằn. Mà khi một lần gặp ông là người xuất gia, trong lúc đó lỡ nạt nộ dứt đồ ăn, nạt nộ dứt đồ ăn người tu luôn, chử người tu luôn, đuổi ông này đi ra khỏi nhà luôn, thì cái đó gọi là ác duyên quý vị. Vậy đó mà ông đến ông độ được, ác duyên vẫn độ được, không có duyên gì hết thì không độ được. Thiện duyên ác duyên cũng độ được, nhưng ác duyên thì khó độ hơn thiện duyên. Thấy chưa? Nên mình mà biết đạo, mình biết tu, ở trong nhà mình người ta chửi mình một phát, vậy mà độ được đó. Người ta nghe mình niệm Phật, ta nói tắt đi, vậy mà độ được đó nghe, vậy mà độ được á. Nên quý vị đừng có sợ cái chuyện đeo máy niệm Phật đi ra đường người ta phỉ báng, phỉ báng cũng độ được nữa. Nên mở cái tâm từ bi ra đi, đừng có sợ phỉ báng. Trời ơi, bắt niệm Phật mà nó mà người ta phỉ báng tội chết, tội tội không tội nó cũng chết.
hai mà không chết, hiểu không? Tội không tội gì nó cũng chết, hiểu không? Mình nên gieo cho nó một chút duyên Phật pháp đi. Nên những đức nói tại sao buổi giảng nào những đức cũng đeo máy niệm Phật, nhắc quý vị lúc nào cũng đeo máy niệm Phật ấy. Đi đâu cũng bật niệm Phật, đi ra chợ gì bật, ai nói gì kệ, có phỉ bán câu cũng độ nó được, nó rõ ràng chưa? Ác duyên cũng độ được nữa, đừng có sợ họ phỉ bán là tội, tội mà mình sẽ độ họ được. Còn nếu không có một nhân duyên gì hết sao độ? Ví dụ như người tiếp nhận Phật pháp, người phỉ bán Phật pháp, nó vẫn dính Phật pháp hết chứ, rồi không? Phật pháp thì thấy hay chưa? Phỉ bán Phật pháp nó cũng dính Phật pháp nữa, à, dính liền. Ví dụ như mình niệm Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nó gặp nó ghét quá, nó nói cái mặt niệm Phật thì ghét. Phật gì nó dính thôi, niệm nhái theo mà dính thôi, còn gì? Có những người mình độ họ phải hay, mà mình độ họ lạ lạ, ngồi nguyên đám nó đâu chịu niệm Phật, mình lo mình niệm, mà mình niệm kỳ quá, mắc cư quá, mình ngồi mình niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đứng xung quanh nó bu là gì đó niệm gì, bắt gì niệm Phật niệm kỳ cục, bắt đầu nhiều đứa trong đó nó nhái theo, niệm gì đâu mà niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, dính hết trơn rồi còn gì nữa. Có những chúng sanh họ thích lạ kỳ như vậy đó, họ ghét mà họ nhìn hoài hả? Vì thấy rõ ràng có những người mình niệm Phật họ không thích, mà sao họ cứ nhìn hoài vậy đó, bu là họ nhìn. Nè, giống như quý vị dẫn người ta đi lại Quan Âm đi, có những người mới lần đầu vì dẫn họ đi có chịu lại đâu, vậy mà cứ đứng chống nạnh. Có một lần cái ông đó, hai ông đứng coi người ta lại Quan Âm, hai ông bàn gì nè, lại thấy ghê, tao nói chút thế nào cũng có người xỉu. Ông thầy la thấy sợ, la kiểu này không biết cuối cùng chịu nổi không. Mấy chú đứng kế bên nói bàn hoài luôn mà không chịu lại, mà cứ ngồi đứng, tại người ta lại thì ta đứng lên ngồi xuống, còn mấy chẳng ngồi chút nó cũng đau cái mông, đứng lên, đứng lên chút mọi chứ ngồi xuống cái làm hoài vậy đó, mà cứ bàn. Rồi cái đường tiếng mấy hai tiếng, cái nói tao thấy đuối dữ lắm rồi đó, tao thấy đuối dữ lắm rồi. Coi kìa, Quán Thế Âm Bồ Tát, trời ơi gì đâu mà Quán Thế Âm Bồ Tát hoài trời, mày dính rồi đó, Quán Thế Âm Bồ Tát này dính rồi, thấy không đó, mấy vị thấy chưa? Dẫn người đi tu là thấy có kết quả liền, dù là không tu cũng có kết quả nữa. Đứng coi người ta hoài từ đầu tới cuối vậy đó, đứng hoài luôn, đứng lên ngồi xuống, ngồi xuống đứng lên, kiểu ngồi hoài đau cái mông mà đứng lên mỏi chân ngồi xuống, mà cứ nói hoài. Rồi gần cuối cái mình kéo mấy câu cái mấy ổng ù hết hơ kìa, ông ơi tôi thấy ông thầy này chắc sắp xỉu bây giờ, mà cứ chờ cho người ta xỉu, cứ là đứng chờ cho có người xỉu. Vậy mà tới cuối cùng luôn người ta lại hết 500 danh hiệu, thì mấy giả cũng làm được 500 danh hiệu luôn. Thấy chưa? Đó. Có những người mình niệm Phật họ đâu có chịu niệm đâu, gia đình mình rõ ràng luôn không chịu niệm. Nhưng mà không niệm, nhưng mà quý vị niệm từ từ để ý nha. Có khi vợ lễ Phật vậy đó, đứng ở ngoài cửa, cứ gình 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 vậy đó, gình nghe gình coi nghe, à, hoặc là quý vị nghe pháp nghe, bắt đầu là đi qua lỡ lắng tai nghe nghe, lắng tai nghe mà kêu nghe không không nghe, nhưng mà đi lắng tai nghe đó, lắng nghe có nói gì mà nghe hoài vậy, có nói gì mà nghe hoài vậy. Nên quý vị khôn á, không có nói quý vị gì chứ, thì quý vị cầm nghe đi qua lại trước mặt vậy đó, cứ cầm nghe qua lại giống như bắt cằn đừng cái kêu nghe kêu gì chứ, quý vị cứ cầm quý vị nghe,
vậy đó mà lắng tai nghe đó. Tại vì sao? Vì vợ chồng nó có cái thằng số nó câu thông mạnh lắm. Thấy vợ làm cái gì là chồng muốn làm theo, mà chồng làm gì vợ làm theo. Nhưng mà nó chưa đủ cái duyên nó làm theo thì nó giấu nó làm theo. Nó giấu nó làm theo. Nó lắng nghe nè, nó canh nè, rồi thấy vợ với lễ Phật á, bắt đầu mở mắt ra. Cái nhìn cứ ngồi nhìn hoài, mà quý vị lễ xong rồi bắt đầu nằm xuống chùm mền. À, có tu theo đó chứ không phải không tu theo đâu. Như vậy đó mà từ từ nghe, khi mà gặp sự cố gì cái bắt đầu là nhớ vợ mình, nó kêu mình niệm Phật. Cái niệm Phật, gặp sự cố gì mới niệm Phật. Thấy không? Nhà mình có vợ có chồng biết tu là mừng lắm, có phước lắm, mới có người biết tu. Nên nguyện tới 18 chúng sanh mười phương nghe danh hiệu chí tâm tin ưa. Danh hiệu ai? Với là Phật chí tâm tin ưa. Đó là người có căn lành, thấy không? Tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh nước con, dù chỉ 10 niệm đều được sanh về, chỉ trừ hạ người phỉ bán chánh pháp, phạm nam tội nghịch. Nếu không như thế con không thành Phật. Cái nguyện này là cái nguyện tín nguyện mạnh dữ lắm. Vì cái nguyện này nè, nguyện trung tâm nè, cái nguyện này là tín nguyện cực kỳ mạnh. Cái nguyện này nè, mà chúng sanh mà tất cả hương linh vì nghiệp phá thai, quán thân cháy chủ, củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, người chết chưa siêu, kẻ thắt cổ, uống thuốc sâu, nhảy ra xe đạp đụng chết. Đúng không? Nó đầy đủ trong đây nè. Đầy đủ trong đây nè quý vị. Đang khổ đau vô cùng trong một cái cảnh giới đọa lạc, mà nghe cái lời nguyện này một cái phát tâm niệm Phật đều được độ. Người nghèo nàn, người bệnh hoạn, người bị bế tắc, người thất tình, người chồng bỏ, vợ bỏ, con cái hắt hủi, nghe nguyện này phát tâm niệm Phật được độ. Người bệnh đau rên rỉ, có những người bệnh mà rên lắm quý vị, không biết niệm Phật là rên ác lắm. Bệnh cảm sốt chùm mền là ôi lạnh quá, ôi lạnh quá. Nó càng rung càng lạnh như vậy thì nó càng lạnh ác đạn hơn nữa. Đổi qua liền, đổi qua, đừng có rung cái kiểu đó mà đổi qua. A Di Đà Phật ơi, A Di Đà Phật ơi, A Di Đà Phật ơi, A Di Đà Phật. Mới niệm mà, mới biết niệm mà đâu có niệm được như mình, thì họ niệm vậy đi. Ví dụ như bây giờ quý vị rung có được lợi ích gì đâu. Sao mà lạnh rồi, nó được lợi ích gì đâu. Nó đổi lại đi, đổi lại. A Di Đà Phật ơi, A Di Đà Phật ơi, A Di Đà Phật ơi. Đổi lại, hiểu chưa? Tất cả những người bệnh đau cảm sốt ho hen gì đổi lại nè. Ví dụ như A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đúng không? Đó, đổi lại. Chúng ta là giống như là người niệm Phật mà mỗi lúc mỗi nơi niệm Phật. Ví dụ số mũi, A Di Đà Phật, số mũi chảy xuống, A Di Đà Phật. Hiểu chưa? Đó, tập vậy đó, đúng không? Ví dụ như tóc mình dài đi, mình chảy tóc đi, chảy tóc á, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mọi lúc niệm Phật được mà.
Dụ như người nam tóc cục cục mà sức keo vô mình đi đám cưới rồi đi. Sức vô. Lúc trước mình lấy keo rồi mình sức vô tóc, mình bóp bóp vô điều á. Bóp bóp vô mình. Ai với Đạo Phật, ai với Đạo Phật. Ai với Đạo Phật, ai với Đạo Phật. Đúng không? À, rồi mình làm kiểu tóc đồ á. Ai với Đạo Phật, ai với Đạo Phật, ai với Đạo Phật. Ai với Đạo Phật, ai với Đạo Phật. Niệm Phật được hết luôn đúng không? Mọi lúc, mọi nơi, mọi chỗ niệm Phật không à. Vậy thì đem câu Phật hiệu này để nó xông ớt thăng tâm mình trong mọi lúc, mọi nơi, mọi chỗ. Tự tại cỡ nào mà sanh phước báo nữa. Điểm nương tựa bình an. Đúng không? Thí dụ như mấy cô còn trang điểm thay son rồi đi. Đúng không? Cầm cây son lên. Chứ thì sao? Đúng không? Cầm cây son là mình tha cái miệng mình đang niệm đó chứ gì? Đang niệm đó chứ gì? Đó 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 đó, thay son của niệm Phật đó không? À. Mà cái điểm lâu nhất là ví dụ như mình vẽ chân mày rồi kẻ mắt đồ lâu đúng không, cái món này lâu, cái món này lâu đúng không? Đúng không? Rồi rồi mình chơi có cái loại gì á mình làm nè, quất chân mày lên, quất gì lông mi lên, quất lông mi lên, thấy không? Niệm Phật luôn, thấy chưa? Mọi lúc mọi chỗ mọi nơi niệm Phật luôn, hiểu không? Rồi mình dậm phắn, dậm dặm sơ sơ đúng không? Rồi bắt đầu dặm phấn xong mình chơi miếng má hồng phải không? Chơi miếng má hồng. À, niệm Phật hết luôn, mỗi lúc mỗi nơi niệm Phật. Thấy không? Vừa trang điểm xong thì tức khắc bị bước ra mặt tươi rói liền. Nó không bị căng thẳng chút nào. Tại niệm Phật không mà, sao căng thẳng? À. Quý vị tập đi, tập thí nghiệm thử đi. À, ví dụ như mình đi vô trong chỗ mình tắm, mình đừng có niệm ra tiếng, mình lấy miếng xà bông mình để vô người mình cái là mình rửa người mình lau người mình kỳ người mình đều mình thầm thầm trong tâm mình niệm Phật, nghĩa là mỗi lúc mỗi nơi mình đều áp dụng niệm Phật hết rồi còn gì. Đây mới là công phu số 1. Công phu số 1 luôn á. Chứ sao? Nói dụ như mình lấy bàn chải mình chà dò mà đi. Thấy không? Chà dò mình cũng niệm Phật mà. Thấy không? Đó, thấy không? Thì quý vị thấy có một tình độ này thù thắng chưa? Thấy thù thắng không? Nhưng ngoài câu Phật hiệu này thì quý vị không thể nào áp dụng trong những cái lúc đó được. Phật pháp á, pháp nào cũng là pháp thù thắng hết. Nhưng mà vì sao nói pháp môn niệm Phật là số 1? Cái số 1 ngay cái chỗ là mỗi lúc mỗi nơi đều áp dụng được, tu được. Mà quý vị biết á, cái danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, Đức Phật A Di Đà là một vị Phật rất dễ thương. Nói tóm lại là quá dễ thương. Mà là một vị Phật quá gần gũi với chúng sanh. Nội mà nghe bổ nguyện là mình biết Phật A Di Đà ngày sau rồi. Ngày sau rồi. Rồi thêm Đức Thích Ca Mâu Ni của mình cũng là vị Phật rất dễ thương. Tại vì Ngài là giáo chủ cõi Ta Bà. Còn những vị Phật khác mình không có biết nhiều. Hiểu không? Phật là điều dễ thương hết. Nhưng mà mình thương cái người mà mình biết á. Chứ người không biết sao thương. Đúng quý vị à, chứ không phải nói Phật khác không dễ thương. Phật khác đều dễ thương. Nhưng mà mình không có tham cứu về những vị Phật khác, về lịch sử những vị Phật khác mình không biết nhiều. Mà đâu cho vị biết hết lịch sử những vị Phật khác được. Chỉ có Đức Thích Ca Mâu Ni thì Ngài nói kinh giáo, thì mình thấy cái ăn tình với Ngài nó vậy.
Rồi bây giờ mình niệm Phật nên mình nghe bổ nguyện của Phật, mà tất cả đây là toàn là nguyện của Di Đà mà Đức Thích Ca Mâu Ni phô diễn lại, phô diễn lại hết luôn. Từ nơi đó mà cái ân tình mình cảm nhận được với Phật A Di Đà quá dày. Mà Đức Thích Ca Mâu Ni ngày cũng kêu mình: các con hãy niệm Di Đà, các con hãy thích thế giới Cực Lạc đi, các con hãy về đó đi, thì lúc đó các con mới biết ơn ta như thế nào. Hiểu không? Đó. Mà nội Phật A Di Đà ngài đưa lên mỗi một cái nguyện á, mình thấy dễ thương quá à. Sao cái nguyện nào cũng vì chúng sanh, mà tất cả mỗi một lời nguyện trong 48 lời nguyện này thì tu môn nào cũng được, nhưng mà nhất định phải niệm Phật à, để ý gì đó. Bồ thí cúng dường, làm thiện làm tốt, làm việc gì cũng được, cũng tốt hết, nhưng mà nhất định phải nhớ A Di Đà Phật để cầu sanh Cực Lạc à. Đều dùng cái câu là phát Bồ Đề Tâm nghe, phát Bồ Đề Tâm thường nhớ Di Đà, toàn là vậy không đó. Như vậy thì cái người tu thiền, tu mật tông, tu môn nào cũng được, nhưng mà muốn sanh Cực Lạc là người này phải niệm Phật, phải niệm Phật để cầu sanh Cực Lạc mới được, thấy không? Mà nó sẽ khó hơn là những người chuyên niệm Phật. Những người chuyên niệm Phật như chúng ta sẽ cơ hội cao hơn nhiều dữ lắm. Mình nắm chắc phần giảng sanh luôn, nếu mình tin một đời này mà niệm Phật luôn, không có một chút gì dao động tâm, thay đổi cái tâm trạng mình niệm Phật với Phật A Di Đà, mình luôn luôn tưởng nhớ ngài, mình luôn luôn quý mến ngài, mình yêu ngài, vậy thì mình sẽ về cảnh giới của ngài chứ sao. Chắc chắn luôn. Bây giờ những đứa hỏi quý vị nè, đa phần quý vị về đây là nhất định một là phải thích những đức, đúng không? Phải thích thì mới về đây. Quý vị không thích, quý vị nhìn mặt với đức làm cái gì? Không lẽ nhìn để khổ đau mà. Đã mình ghét ai rồi mà mình càng nhìn người đó thì mình càng khổ à. Dù xấu nhưng mà mình vẫn có cảm tình là vì họ hướng dẫn mình, họ vui vẻ, họ giúp cho mình hết buồn, nên mình thích họ. Là vì sao? Vì họ vui, họ giúp cho mình vui nữa, nên mình cảm ơn họ, nên mình thích nghe họ giảng, đúng không? Đó. Rõ ràng chưa? Quý vị thích là quý vị sẽ về được tới đây liền. Thích là sẽ về được tới đây liền. Mà đây không có cái nguyện gì bao nhiêu nghe, mà đã là thích thì từ ngoài Bắc, từ ở nước ngoài mà ta cũng về đây nữa. Tại vì người ta thích, người ta thích thì người ta mới về, đúng quý vị? Vậy bây giờ Đức Phật A Di Đà ngày phát lời nguyện rằng chỉ cần chí tâm là niệm câu Phật hiệu và tin ưa và thích, thì đến khi mệnh chung chỉ cần niệm danh hiệu của ngài từ một niệm đến 10 niệm thì ngài đến tiếp dẫn. Vậy thì còn gì mà sai? Còn gì mà sai? Như những đức nói quý vị về đây tôi chia sẻ Phật pháp cho nghe, thì rõ ràng như đức làm chuyện này được rồi. Là quý vị về đây những đức chia sẻ Phật pháp cho quý vị nghe 3 ngày 9 buổi phiên mãi hồi sáng buổi 10 buổi, đúng không? Là 10 buổi rõ ràng là hứa là làm, đúng không? Mà đây là con người phạm phu thôi mà hứa còn làm. Không chỉ Phật hứa rước mà sao ngày không rước? Sao ngày không rước? Ngài không rước là vì mình không tin. Mình không tin ngài. Tuy mình niệm Phật nhưng mà mình nào mình cầu giàu, mình cầu chuyện khác không, chứ mình đâu có cầu đi về quốc độ của ngài đâu mà cảm với bổ nguyện của ngài. Tuy mình cũng niệm Phật nhưng mà mình toàn cầu cái ngoài không à, không có cầu sanh Cực Lạc. Hoặc là mình niệm Phật mà mình gặp nạn, gặp gì cái là mình không có niệm Phật, mình cầu cái khác, thì đâu có đúng bổ nguyện đâu. Bổ nguyện của ngài là chí tâm, chí tâm là mục tiêu mà. Tin ưa là càng niệm càng thích, như vậy thì chí tâm cả đời, niệm cả đời, thích cả đời vì ngài rước, đúng không? Rõ ràng chưa? Đó, trời ơi, bồi dưỡng kiểu này hoài mà không tin nguyện nữa thì thôi. Đúng quý vị? Bồi dưỡng kiểu này mà tu một cái môn tu mà tán thoát đến mức mà cùng cực rồi, vậy mà còn không chịu nỗ lực mà tu nữa, còn chờ cái gì nữa? Chờ cái gì? Đòi hỏi gì nữa? Nói hết trơn rồi còn gì nữa quý vị? Dạy niệm Phật mà từ đầu cho tới chân không còn cái chỗ nào mà bỏ sót. Còn chỗ nào bỏ sót nữa đâu? Bây giờ chỉ bị niệm Phật tới tắm, còn chỉ bị niệm Phật rồi còn gì nữa?
còn bỏ sót gì nữa đâu. Mà những lúc tắm mà niệm Phật là niệm thầm, à, niệm thầm thì cái thầm thầm nhỏ nhỏ, nhỏ nhép môi, đúng không? Có gì đâu mà sai. Đó có nghĩa là câu Phật hiệu áp dụng trong mọi lúc mọi nơi. Và Đức Phật A Di Đà, Ngài rất là đặc biệt. Niệm danh hiệu Ngài thì tức khắc sẽ có Ngài trong tâm chúng ta. Thấy không? Mà trong tâm có Phật A Di Đà là không bao giờ có sợ ma. Cái người mà sợ ma là trong tâm không có A Di Đà Phật mới sợ ma. Dù họ niệm Phật nhưng tâm họ không có A Di Đà Phật nên họ mới sợ ma. Quý vị nghĩ coi, mình sợ ma hay ma sợ mình? Nói tóm tắt bây giờ không ai sợ ai chứ. Ma sợ mình. Nói hay quá. Ma sợ mình. Nghe nói ma cái xanh mày xanh mặt chạy dù dù. Ma sợ mình. Bây giờ tốt nhất là sống trong một thế giới đại đồng. Chúng ta cùng sống cùng niệm Phật. Sợ ai bây giờ? Nghe không? Ai sợ ai làm chi? Việc ai nấy làm, sống cho tốt. Người cũng vui mà ma cũng vui. Vậy thì ngon rồi, đúng quý vị? Sợ làm chi? Có người tu thì ma tu ké. Không có con người thế gian này tu, ma tu với ai? Nhờ có người đi đến đây nè nên ma mới đi theo. Thấy không? Cái câu ma là hương linh đó. Mà hương linh người ta thích nghe hơn là ma. Thấy không? Cũng là danh từ thôi nhưng mà người ta lại thích dùng cái câu hương linh. Giống như người ta vẫn thích khen người ta là hương đức hạnh, linh tánh sáng suốt. Ý nó là hương đức hạnh, người thông minh. Thấy không? Chữ hương linh ta thích vậy đó. Còn mình kêu người ta cô hồn, người ta vẫn không thích. Cô hồn vẫn là thấy khổ. Cô là cô đơn, một linh hồn cô đơn buồn bã, người ta nghe cái là thấy thê thảm. Ma, ma là danh từ đáng sợ. Quỷ, quỷ là dữ hơn. Nên kêu người ta danh từ hương linh, người ta thích nhiều nhất. Nên từ nơi đó mà cũng là danh từ thôi, thôi thì chư hương linh đồ cũng là thôi đừng có chấp danh từ khổ làm chi. Ha. Nên chấp A Di Đà Phật vẫn là hay. Nên cảm ơn những con người đi về đây tu và đi về đây nghe Pháp. Nên chư hương linh được về đây tu và được về đây nghe Pháp. Bây giờ Như Đức nói thật lòng nè, nếu không có tất cả những con người sống đang ngồi đây, không lẽ bây giờ Như Đức tổ chức cái khóa tu này và Như Đức chia sẻ Phật Pháp, Như Đức chia sẻ Phật Pháp không có ai ngồi nghe. Rồi ngồi gì chia sẻ Phật Pháp? Người ta vô, ủa nó không thầy chia sẻ Phật Pháp cho ai nghe dữ vậy? Nó nói, đời người ta chứ, nheo nhóc chứ. Nhiều lắm. Nó nói, nhiều đâu, tôi có thấy ai đâu nhiều. Không thấy hả? Mấy người không phải cảnh giới đó. Ủa, vì thầy cảnh giới đó, tôi cũng sợ thầy luôn. Thầy cảnh giới hương linh, tôi sợ thầy luôn. Hiểu không? Nó thấy nó không phù hợp, quý vị thấy công nhận không? Nhờ có con người, người ta hội chúng gì đông, nên hương linh nương tựa vào con người sống mà đi về đấy. Nên cảm ơn nhau đi. Cảm ơn nhau, đúng không? Rồi nghe được bổ nguyện niệm Phật, rồi chân thật niệm Phật như vậy, để chúng ta đều sanh cực lạc. Cái cảm giác mình cùng về cực lạc, mình gặp nhau thì cái hạnh phúc cỡ nào quý vị? Hạnh phúc không tưởng tượng được. Nhìn ai cũng đẹp gì đâu mà ở cực lạc á. Còn đây thì còn có đẹp có xấu tùm lum, nhưng mà ở cực lạc đẹp quá trời đẹp luôn. Hiểu không? Cao ráo đẹp vô cùng. Mà toàn là đàn ông không, không có mấy bà này đâu. Không bao giờ có. Hiểu không? Tại vì cái quốc độ người ta đâu có sinh sản mà có đàn bà chí. Cái quốc độ người ta là từ công đức sanh về,
nên người ta toàn là tướng chuộng phu không, không có phụ nữ. Vừa nghe cái hú thích quá à. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng là mỗi một con người mình á, mình chỉ cảm giác cái điều tốt đẹp thôi thì nó cũng sanh đến cái tốt đẹp. Mỗi ngày mình nghĩ cái tốt đẹp thôi nó cũng tốt đẹp thôi quý vị. Đừng có nghĩ cái nặng nề chi nghe. Đừng có nghĩ những cái điều khổ đau sẽ đến với mình, sắp sửa đến này kia đồ quá nặng nề gì, nó sẽ làm mình nặng nề đó. Thấy không? Bây giờ chúng ta cũng sống, có nhiều người trong đây cũng lớn tuổi như những đứa bốn mấy tuổi rồi, cũng sống tới bây giờ còn gì. Rồi ngày tháng tiếp tục chúng ta sẽ sống tốt hơn. Thế vì sao? Vì bây giờ mình biết Phật Pháp đặc biệt quá, mình sẽ sống càng tốt hơn nữa. Đúng không? À. Rồi quý vị nghe cái nguyện thứ 19 nè, cũng là Iran luôn quý vị, để ý nè. Khi con thành Phật, khi con thành Phật nữa. Không mà về đây bữa nay coi chừng học hết trơn luôn á, còn mấy nguyện nó hết luôn. Vì biết rằng đem cái công đức này nghe, đem cái công đức mà học nguyện của Đức Phật A Di Đà này nghe, để chúng ta hồi hướng cầu an cho chúng sanh kiếp nạn quá giải, rồi hồi hướng cầu siêu cho tất cả chư hương linh. Được có cái công đức này mà nương một bổ nguyện niệm Phật để cầu sanh cực lạc, lớn lắm á nghe quý vị, không phải nhỏ đâu á, nghe không? Mà quý vị nguyện hai cái đó thì cái tâm quý vị đã thù thắng rồi, con người quý vị đã thù thắng rồi. Còn gì nó nhẹ sờn, chiều nay nè quý vị sẽ thấy lên xe mà phơ phớ luôn. Cái chuyến đi này gặt hái quý vị, nó gặt hái được là 48 lần nguyện học hết trơn luôn, đọc 48 lần nguyện học hết trơn rồi. Thì biết mỗi lần mà về mà học kiểu này đó, nó tăng tính tâm biết bao nhiêu mà nói. Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng kinh Vô Lượng Thọ mười mấy lần á, càng giảng càng khác, chúng ta càng giảng càng thích. Vậy thì nó tuyệt vời, mỗi lần về cứ gì mà học hoài đi, đem 48 lần nguyện học hoài vậy đó, hay mà quý vị, thấy không? Mỗi lần mà đọc đến mà khi con thành Phật, cái là người mà sững người lên, à, thành Phật. Cái bà kia đang ngủ gục, khi con thành Phật, ơ thành Phật. Nghe khi con thành Phật là phái liền đúng không? Và chư hương linh, Quán Thân Trái Chủ nghe cái là à, khi con thành Phật, vậy thì sao buông tâm hận thù? Muốn làm Phật mà hận cái gì? Muốn làm Phật mà hận cái gì? Nếu muốn làm tam đồ ác đạo thì hận đi, còn muốn làm Phật thì đừng có hận. Muốn làm Phật thì lo niệm Phật để làm Phật, đừng có hận thù. Nghe không? Khi con thành Phật, có chúng sanh nào trong mười phương cõi nghe được tên con, nó thấy không? Y rang luôn, đều là mỗi một lời nguyện đều là như vậy. Nghe được tên con là nghe danh hiệu A Di Đà Phật, phát tâm Bồ Đề, không? Phát tâm Bồ Đề, tu các công đức, thực hành sáu pháp ba la mật kiên cố, lòng không lui sụp, hồi hướng căn lành, nguyện sanh nước con. Một lòng xưng niệm danh hiệu của con ngày đêm không dứt, đến khi lâm chung, con và Bồ Tát hiện ra trước mặt tiếp rước người ấy, trong khoảng chốc lát họ được sanh về cõi nước của con. Tu hạnh Bồ Tát lòng không lui sụp, nếu không như thế con không thành Phật. Bây giờ cái câu mà gọi là tu sáu pháp ba la mật kiên cố, bây giờ chúng ta nói tóm tắt là tất cả cái thiện tâm mình đang tu. Mình tu mình không cần ai biết cái việc đó là tốt đó chứ, của bản thân mình. Biết cũng được, không biết cũng được, không cần khoe. Ba la mật kiên cố là làm thiện làm tốt mà người ta hủy bán mình, người ta hiểu lầm mình. Việc này thiện tốt mình cứ làm. Quý vị coi, có nhiều người mình làm thiện, người ta ngoài đời người ta vẫn chỉ trích mình. Đừng có nói đời, người tu có khi người ta còn chỉ trích mình mà. Nên mới nói là sáu pháp ba la mật kiên cố. Sáu cái pháp này thì những đức biết, biết sáu pháp gì nữa. Nhưng mà chắc chắn là những cái pháp thiện mà mình tu tập, giữ cái tâm kiên cố để hành trì.
Người biết không biết, người khen người chê mặc kệ. Chúng ta không cần khoe khoang, gọi là ba la mặt kiên cố. Thấy không? Duy trì được như vậy, làm tất cả việc thiện việc tốt đều là vì cái tâm niệm Phật sanh cực lạc không à. Nhưng mà cái văn này toàn là nhắc cái chỗ phát bồ đề tâm, nhớ A Di Đà Phật. Thấy không? Nên nguyện thứ 19 này có hai nguyện nè: nguyện nghe danh phát tâm. Nên cái người mà mình niệm Phật là người ta nghe, người ta sẽ phát tâm theo mình đó. Lâu ngày người ta phát tâm theo mình. Nhiều cô, nhiều chú nói á, ở nhà con niệm Phật, con lễ Phật, con bật cái điệu tu của thầy, từ từ nhà con tu theo. Rõ ràng không? Nghe danh phát tâm mà. Họ nghe viết rồi trong câu Phật hiệu có diệu pháp âm, rồi họ gặp nạn tai, họ niệm Phật, họ vượt qua, họ mới tin câu Phật hiệu gọi là nghe danh phát tâm. Nghe danh hiệu A Di Đà Phật phát tâm. Nguyện lâm chung tiếp dẫn, nghe danh phát tâm niệm Phật, lâm chung niệm Phật, Phật tiếp dẫn. Đều là quy về cái chỗ niệm Phật hoàn toàn. Thấy không? Mà cái cách học này quý vị nó rất là chuyên nhất quý vị. Nếu như mở rộng văn tự ra là nó dòng do lắm quý vị ơi. Rất là dòng do. Vì sao lúc trước chúng ta nghe lời giảng của Hòa Thượng rất là hay, nhưng mà vì sao chúng ta không làm được quý vị? Vì ngày mở rộng quá. Ngày quá mở rộng nên mình nghe trước mình quên sau, rồi mình nghe cuối cùng mình không biết làm cái chỗ nào. Đó, thấy không? Cái này rất nhiều người chúng ta đã từng nghe Ngài giảng, mình hiểu cái điều này nè, để ý, rồi mình biết lời pháp của Ngài giảng là đúng như lắm, nên mình nhồi nhét vô mình nghe. Mà ngộ thôi, mình nghe chứ mình không có làm được cái gì. Còn bây giờ là đến lúc chúng ta chú tâm vào tín nguyện để học. Chú tâm vào tín nguyện để học. Bây giờ văn tự mở rộng ra mình không làm được rồi. Bây giờ mình chú tâm vào tín nguyện để học, chứ không phải mở rộng nữa. Thí dụ như lúc trước đi Ngài giảng kinh Vô Lượng Thọ, đầu tiên cái núi linh thú là sao, hình thú làm sao, rồi cái hội chúng làm sao, Ngài giảng từng chút ra hết luôn. Mình cuối cùng mình theo cái văn tự đó mình nghe hoài vậy đó. Nhưng mà cuối cùng thì có một hai câu của Ngài là gì? Phải niệm Phật, đó là quan trọng nhất, đúng không? Nhưng bây giờ mình học tập là mình nhấn mạnh ngay tín nguyện niệm Phật, tín nguyện niệm Phật, tín nguyện niệm Phật, văn danh được phước, niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nào, chú tâm luôn thì vẫn là giống Ngài luôn, nhưng mà mình lấy những cái cốt lõi chính, những tinh hoa chính để gây dựng, để mình tu, mình làm được, mình hành trì, mình áp dụng cả đời luôn, vậy thì tuyệt vời. Đó, cách học tập này nó đặc biệt gì đó quý vị, nó nhấn mạnh cho mình tuyệt vời, hay lắm, làm được mà. Đó, quý vị thấy không, vừa tu pháp nào đi chăng nữa cũng là pháp Bồ Đề Tâm niệm Phật, thì muốn sanh cực lạc là phải như vậy. Nhưng mà nếu quy nhất chuyên nhất niệm Phật thì nó dễ dàng hơn, dễ hơn, giải quyết nhiều vấn đề lắm. Niệm Phật rất là giải quyết nhiều vấn đề luôn, nó giải quyết rất nhiều vấn đề luôn. Có một cái cô này, cô gặp như thế, cô nói: dạ thưa thầy, con có người chồng già lắm thầy, lớn tuổi, lúc lấy ông thì ông cũng già nhưng chưa già mấy, nhưng bây giờ thì ông quá già mà con thì còn trẻ quá. Mỗi lần mà ông gần gũi với mình khổ khổ quá, khó chịu quá. Nó rồi già cả mà, rồi tuổi già lão hóa vì dơ dét, rồi giết con khổ quá khổ thầy ơi. Mà bây giờ bỏ ông thì không nỡ, tại tình nghĩa không có bỏ được. Mà sống với ông thì con thấy quá khổ. Những đức nói vậy thì niệm Phật sanh cực lạc đi. Câu hỏi là Nhân Đức một câu: vậy thì con niệm Phật con có giải trừ được cái tâm khổ đó không thầy? Nhân Đức nói chắc chắn 100% giải trừ. Nó giải trừ cái tâm khổ đó. Thì bà chân thật bà niệm. Bà niệm đâu mấy năm chờ, thì ông lớn tuổi ông chết. Ông lớn tuổi ông chết thì sao trời? Thì bà niệm mấy năm giờ thì ổng lớn tuổi rồi,
Tại vì lúc đó mà nếu mà bà không gặp Nhân Đức thì bà đi bỏ ổng, bà lấy chồng khác, nói không. Nhưng nhờ bà gặp Nhân Đức, và Nhân Đức nói là thôi cố gắng, rồi chăn thật niệm Phật đi, nhớ Phật, là tự nhiên cái gì nó cũng thấy không có khổ. Rồi bà nghe lời bà chăn thật bà niệm Phật, rồi bà niệm Phật đâu 3-4 năm chờ thì ổng lớn tuổi quá, ổng chết queo chứ sao. Cái đặc biệt mà Nhân Đức nói cho Việt nghe là tới khi ổng chết mà bà không có đi có chồng khác, bà không có lạng quạng gì hết. Rồi bà dẫn đi tu bình thường luôn. Rồi bà mới gặp Nhân Đức, bà nói công nhận câu Phật hiệu hay. Ngồi chưa? Câu Phật hiệu quá hay. Chứ nếu lúc đó mà con gặp thầy có chừng con đi có chồng khác, con bỏ ổng con đi có chồng khác rồi, con lấy của làm chuyện tầm bảy rồi, bây giờ con khổ càng khổ thêm, lấy bên Tàu trả bên Tây, nó không được một cái gì. Nhưng nhờ gặp thầy con không lấy, nhưng mà ổng để của cải lên cho con hết trơn. Giờ con đi chùa thoải mái luôn, danh chính ngôn thuận mình là vợ của ổng, nhận của cải ổng hết trơn, ổng có con vậy chứ, ôm hết của cải của ổng luôn, mà mình không có bị mang tiếng là bỏ ổng. Rồi bây giờ con đi chùa con hiểu rồi, con không có bước thêm bước nữa gì hết trơn, bây giờ con đi chùa vui vẻ luôn, lâu lâu con còn cúng dường cho thầy nữa, thấy chưa, cảm ơn thầy cúng dường cho thầy. Bả đang ngồi đây nè, nó đang ngồi đây đó, chứ không có giỡn đâu, mà thôi khỏi chỉ ai làm chi. Thấy hay chưa? Nè, chứ lúc trước đó mà không gặp Nhân Đức là bả bỏ ổng rồi, bả nói rõ ràng là định túm số của đi, nhưng mà không được nhiêu chứ, lúc đó ổng còn sốc. Nó vậy mà gán niệm Phật có mấy năm giờ ổng chết queo. Tại ổng già bảo bạn đến đâu chết thôi, mà ổng chết đi bả còn hộ niệm đồ cho ổng được, thấy chưa? Làm tròn trách nhiệm của mình đối với ổng luôn, nó nói rõ ràng chưa, đặc biệt ghê. Nhờ gặp Phật quá, không gặp Phật quá mà tiêu rồi. Ở nói rồi con mà mỗi lần mà con mà niệm Phật, hoặc là con nằm con nghĩ con nhớ đến thầy, con cảm ơn thầy ghê luôn, quá trời cảm ơn thầy luôn. Thấy cuộc đời con vợ tròn vẹn hết trơn, con không có bị người ta nói con được cái gì chứ, mà con lại được đi chùa tu, mà bây giờ của cải không để là con xài cả đời cũng hết, khỏe vắng ngon lành luôn, không làm gì nhiều, đi chùa thường xuyên, đến chùa lai rai hoài, đi tu không ai cản trở hết trơn, mà con còn dẫn người đi tu được nữa thầy, thấy không, phải làm trưởng đoàn dẫn người đi tu luôn, thấy chưa? Thấy không, hay chưa? Nhờ gặp Phật pháp mới được vậy chứ, không gặp Phật pháp làm sao được vậy? Phải gặp thiện trí thức ta đưa cho mình tư tưởng, mà phải tin. Nó bả niệm có mấy năm mà nói công nhận câu Phật hiệu hay ghê. Ông nói là lúc mà đó đó, ông nói là tôi ít gì cũng phải 10 năm nữa mới chết. Bà nói trời ơi 10 năm sao nó lâu quá trời lâu. Mà lúc đó bà khổ, bà nói rằng là lâu quá quý vị. Sau này bà nghe những đức giảng thì bà không có trông ông chết nữa, bà để tự nhiên nhất luôn, bà lo lắng đàng hoàng, rồi bà niệm Phật. Vậy mà có 3 năm chết queo. Trả nợ rút lại, đi chưa. Ông không niệm Phật, ông không chịu niệm Phật. Bà nói là cỡ nào ông cũng không chịu niệm Phật nghe thầy, mà ông đòi ăn con này con kia dữ lắm. Nói đúng rồi, bà nỗ lực niệm Phật bà vui trả, ông thì hưởng mà không chịu tạo ra, thì hết phước thì ông rút bớt 7 năm. Bà đúng là trả 10 năm nữa, nhưng mà ông lo ông xài, mà cuối cùng ông không tạo, thì ông rút bớt 7 năm, còn có 3 năm sau đứt bóng. Ghê không? Nó ơi ơi, bà nghe một cái bà nói công nhận, bởi vì con cái nhớ cảm ơn thầy gì đâu mà con cảm ơn. Bây giờ con nói thiệt chứ thầy mà cần cái gì mà nói là con đưa hết. Nói vậy mà, nó là thầy cần cái gì thầy nói con đưa hết luôn á. Nó thôi thôi cô cứ để cô dùng đi. Cái gì cúng thì cúng, với ai mà nói làm gì cho nó mệt, thấy không? Bây giờ mà vậy mà ai mà nói làm chi? Nó nói coi chừng có ngày đi đến nhà gia trì chú thực diệu già đà biến tùm lum, thấy không? Thôi được rồi, chuyện ai nấy làm, cố gắng cô sống an lạc được rồi, nắm được cái pháp tu rồi cố gắng ở nhà áp dụng rồi dẫn dắt người ta đi tu. Bây giờ cô nói trời sống ý nghĩa quá trời luôn, thấy chưa? Cuộc đời còn lại sống quá ý nghĩa luôn. Nên tất cả những người mà chồng bỏ chồng chê rồi đó,
cứ là niệm Phật đi, rồi cứ kết bạn với những người tu niệm Phật đi, rồi lâu ngày tự nhiên sẽ có một cái duyên để mà mình làm việc trong Phật pháp ý nghĩa trong cuộc đời liền. Giờ thí dụ như bây giờ một mình hoặc là nuôi đứa con gì nội mà mỗi ngày thí dụ lập một cái trang website, không? Lập một cái trang mạng, lấy những buổi giảng Đức để vào để giới thiệu cái buổi giảng thôi, miêm mặt chân thật làm cái chương trình đó đi, ngồi tại chỗ đó làm luôn. Những Đức này mỗi tháng cũng có tiền, thử đi sẽ có để bị thấy. Cái trang mà cái chú mà ông lập mà bài giảng thầy thích Những Đức á, những cái buổi giảng mà nó lên số lượng cái 100,000 người coi, càng ngày nó càng đông, quá trời đông người ta coi. Mà bây giờ rất là nhiều người ta lập trang, hiểu không? Chỉ cần chuyên nhất làm điều đó thôi, cứ làm miêm mặt gì, tại vì nó đều có điều kiện mà. Mà điều kiện làm như vậy nó hay lắm chứ không phải giỡn đâu. Tại vì nó đem vào pháp giới thiệu. Cuộc sống mình phải cần có cuộc sống chứ. Thì mình có cuộc sống mình làm việc lai rai vậy thôi. Công việc lai rai vậy là được. Rồi từ từ cái trang mình nó nổi bật rồi, mình đem pháp thí, mình truyền bá theo cái trang của mình. Thì thấy không? Vừa tu được, vừa làm việc Phật pháp được luôn. Không có cần đung đầu với xã hội quá. Đung đầu với xã hội thì phải đụng nhiều chuyện để sanh phiền não. Còn cái này trên mạng thôi, người ta gọi điện thoại, số điện thoại trên mạng rõ ràng. Cái trang nó nổi bật lên, cứ ngồi ở nhà lo làm việc vậy thôi. Rồi máy móc, máy niệm Phật đồ này kia gỡ cho người ta khắp nơi nơi. Cứ làm lai rang vậy thôi mà còn tu được. Còn thứ bảy chủ nhật đi chùa có ai cản trở mình mà được gần Phật pháp, mà đưa lên cái trang thờ khóa tu, rồi tới giờ mình tu cùng với ta một chút là xong rồi. Cái công đức đo nó lớn không tưởng tượng được, giỡn chứ. Để tu được nữa. Còn mình đung đầu với xã hội khi mình không có tu được. Đung đầu với xã hội mình gặp chuyện này chuyện kia trở ngại, mình đâu có tu được đâu. Nên bây giờ mình phải biết cách để mà mình sống trong cái xã hội hiện đại. Mình phải làm việc hiện đại, đem Phật pháp truyền tải hiện đại. Nó mình làm gì đó, chăng thật mà làm đi, rồi cái kết quả vị thấy. Tại những buổi giảng như Đức nhiều quá, chăng có ông thầy nào giảng nhiều như Đức, trừ Hòa Thượng Tịnh Không. Nó còn những Đức là giảng một ngày quá nhiều, ngày nào cũng mấy buổi, ai mà giảng ngày mấy buổi. Cái đội ngũ làm phim mình với cũng chuyên nghiệp luôn, làm ngày làm đêm, từ sáng cho tới chiều, từ chiều cho tới sáng làm hoài. Làm với ông nào ông nấy mọc thêm con mắt thiên nhãn. Làm phim viết mà mua cho mấy ổng cái bịch con mắt để làm chi, phải không? Cho con mắt này nó ngủ, con mắt kia làm một con, rồi xong á con mắt này mỏi quá bịch con mắt bên đây cho nó ngủ, cho con mắt kia làm ngủ một con mắt mà làm phim mới kịp. Bây giờ bữa nay nữa là thấy 10 buổi à, 10 buổi giảng chưa làm xong. Bắt đầu ngày mai là vô thêm 2 buổi giảng câu hay Phật niệm định cùng quyết chí nữa rồi. Rồi tiếp tục, rồi bắt đầu là chưa xong, chiều lại là có buổi giảng chùa mới nữa rồi. Rồi chưa xong, thứ ba là buổi giảng bên đây nữa. Tại vì bây giờ, không mà Hòa Thượng tính cũng hay, ăn cơm khó nghe pháp. Từ nơi đó mà những Đức bây giờ phải nỗ lực lên, giảng cho đạo tràng nữa. Thấy không? Giảng cho đạo tràng nữa, mà đi vào những cái nguyện của Phật, Bồ Tát để giảng cho đạo tràng luôn. Thì bị biết phim ảnh này ra nhiều cỡ nào chưa? Mà từ cái phim ảnh này nó ra quá nhiều, nên những cái người mà lập trang họ lợi thế. Họ lợi thế là quá nhiều buổi giảng, nên họ đưa lên cái trang của họ để quảng cáo chương trình buổi giảng nhiều. Tại vì toàn buổi giảng mới, còn người ta hàng tháng lần. Tháng lần vì cơm cháo đâu có. Tháng lần đưa con buổi lên nhiêu đâu, hiểu không? Còn này người ta thường xuyên tấp lên. Viết từ từ cái trang nó phát triển rất là mau. Những Đức nghĩ sau này những buổi giảng những Đức nó sẽ phát triển rộng như lắm. Bây giờ nó phát triển quá mạnh rồi. Thấy không? Nó gần gũi đơn giản nha. Đó là những Đức đem bổ nguyện của Phật chia sẻ cho quý vị nghe, và lấy tư tưởng Phật pháp này mong quý vị đem Phật pháp giới thiệu nhiều mạng. Hang cùng ngõ hẻm, thành phố đô thị, thôn quê đều truyền bá Phật pháp nhiều phương diện. Thấy không? Rồi chiếc máy nghe pháp vậy, thấy không? Ông bà cha mẹ mình ở nhà ở phương xa, một chiếc máy này tặng cho họ là có kết quả.
cầm nghe chiếc máy đỡ buồn. Tại những buổi giảng như Đức nó nghiêng về nhân sinh, nó nghiêng về người già nhiều. Nó giúp cho người già nghe mà thích, dễ hiểu văn tự Việt Nam, nghe dễ hiểu. Những Đức đâu có nói chánh văn của kinh, những Đức nói văn tự Việt Nam gần gũi. Từ nơi đó mà người nào nghe cũng hiểu, nghe là thích, nghe là mắc cười, nghe là vui. Với những Đức nói những cái văn tự nó mắc cười quá, tiếu tiếu, hiểu không? Mà ta nghe ta phải. Nên một chiếc máy nghe pháp này thôi, vị biết không, giúp cho bao nhiêu con người chưa? Hơn 1000 buổi nằm trong đấy đó, hơn 1000 buổi nằm trong đấy. Nên tuyệt vời, mà không có lấy thẻ được, không lấy thẻ được luôn. Tính ghê không? Bởi làm việc Phật pháp nó phải nhận thức sâu sắc. Tại những Đức đã biết rằng lúc trước có một vị thầy tặng máy toàn bộ là thẻ ngoài, nó đem nó chép nhạc không. Những Đức cũng biết Phật tử hiểu điều này, đánh đúng tâm lý. Đặt máy này bây giờ người ta đặt quá trời luôn. Vì sao? Vì ai đặt máy nghe pháp mà không muốn người nghe pháp? Người ta muốn người nghe pháp nên tặng máy nghe pháp. Nhưng mà nó lấy thẻ nó chép cái khác, sao nghe? Nên thôi khỏi cho. Nhưng mà từ khi máy nghe pháp của mình ra, hoàn toàn thẻ bích, nên người ta không nghe sẽ đưa người khác nghe. Mà Như Đức lại có để một bài đầu nói về cái chỗ này luôn, bài ngắn, nói cho người ta nghe, người ta hiểu. Không nghe phải đưa cho người khác nghe, thấy không? Tính đến mức vậy luôn quý vị. Đó, thấy không? Một chiếc máy nghe pháp thôi, gọn thôi, tặng cho ông bà cha mẹ của mình và bản thân mình, cầm đâu cũng nghe. Tại vì sao? Vì điện thoại mất thời gian, từ khi rảnh mới nghe được. Nhưng máy nghe pháp này làm việc vẫn để bên mình nghe được luôn. Nấu cơm để bên nghe được luôn. Tại vì nghe câu nào dính câu nấy. Tại sao không nghe? Giờ giờ mới nghe pháp. Thế giới cực lạc là phô diễn pháp âm. Con người mình phải cần nhắc nhở. Nấu cơm bật cái máy nghe pháp để kế bên, có khi mình cười cái mình cũng vui nấu cơm, đúng không? Hay quá. Đó. Còn không để máy nghe pháp, để máy niệm Phật kế bên để nghe có Phật hiểu. Quá hay. Nhớ mấy cái cô có bầu bì, niệm Phật xuống, đeo máy niệm Phật xuống, để cái máy niệm Phật ngay cái bụng. Để làm chi? Đứa bé khi sanh ra nó nghe câu Phật hiểu nó thích 100% luôn. Đứa bé này chuyển nghiệp, nghe câu Phật hiệu chuyển nghiệp đó quý vị. Chuyển nghiệp đó chứ không giỡn đâu. Nó rồi cái bụng mình đau đau, mình vuốt cái bụng mình niệm Phật. Mình vuốt mình á, cái tay mình vuốt cái bụng mình á, mình A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ủa, mình được khuyên ta niệm Phật mình phải dùng mọi cách chứ. Ví dụ như bây giờ mình mang bụng bầu bự đi, mình đi mình nệ nệ nệ, mình vừa dịnh dịnh mà mình A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Con mình nó nghe niệm Phật nó nghe. Mình sang hẳn con mình nó biết sang hẳn, mình niệm Phật con mình biết niệm Phật liền đó. Nó, mình mà niệm Phật mình bồi dưỡng với cái bầu thai đi, nó sanh ra đứa con ngoan, đứa con hiền, đứa con có đạo đức. À, chắc chắn luôn. Không, những điều nhà Đức hướng dẫn quý vị gì này nó quá gần gũi quý vị à. Ai nghe tự nhiên người ta làm cũng có kết quả hết trơn á. Còn mình nhức tay, nhức chân, nhức đầu, mình cũng đều niệm Phật mình so. Lấy tay mình so mình là chắc ăn, đừng có nhờ ai so chỉ cho nó mệt. Mình so mình A Di Đà Phật. Nó nhẹ thần kinh căng thẳng lại nghe. A Di Đà Phật. A Di. Không. Nó nên mình như mình như lâu lâu như Đức ngồi lâu, ngồi nhiều quá bị nhức lưng ấy. Ngồi nhiều quá. Ngồi gì nó cứng đơ hoài, viết lưng đau. Khi đau lưng mới bị. Ngồi quá ngồi rồi. Xong như Đức về phòng á. Như Đức dối cái tay vậy làm A Di Đà Phật. Niệm Phật xoa xoa cái lưng nha quý vị. Nó nên từ nơi đó mình khéo tu, khéo niệm Phật. Mọi lúc mọi nơi luôn. Vì gì vì nghe những Đức chỉ vì thấy không? Trời ơi, chỉ người nào cũng niệm Phật được chứ nghe. Không cả đời những Đức mà làm gì thôi nó ý nghĩa quá chèn luôn. Còn mấy bà cụ già, bây giờ các cụ lớn tuổi các cụ. Các cụ chọn chỗ đi về đi. Bây giờ con cái các cụ lo hết trơn, các cụ coi con mình nó giải quyết giùm mình cái chuyện đó không? Nó không có làm được. Bây giờ các cụ hãy suy nghĩ cho thật là kỹ rồi các cụ quyết định cho nó mạnh. Thấy không? Viết mấy tờ di chúc đọc lên cho con cái, để lên cho con cái, để cho cái người nào chín chắn đàng hoàng. Xong rồi các cụ cầm một tờ đi theo. Rồi đi vô đây quyết định ở, cho con nó đưa mình đi, còn con không đưa đi thì mình đi. Rồi đi vô qua chùa mới á, qua bên đó ở, qua Đại Tùng Lâm. Có chỗ đầy đủ luôn. Phòng ốc, có nhà vệ sinh đàng hoàng. Thấy không? Mà mình nghe gì nghe quý vị,
mà mình đừng có dẫn mấy cái người tâm thần đi là đây nghe quý vị. À, nói rõ ràng nghe, mình đừng có dẫn cái người tâm thần lại đây, với mình đừng có dẫn cái người mà nằm một chỗ lại đây. Vì nằm một chỗ lại đây ai chăm bây giờ? Ở đâu mà có người chăm vậy được? Không, cái cụ như bảy mấy tám mươi mà còn khỏe đi sôi sỏi nè, là ở tu, ở luôn chùa lo hết chứ. Nhưng đừng có dẫn cái người tâm thần đến. Trời ơi, cái người tâm thần đến nó quậy, nó vượt mấy bà già chạy thấy mù. Hiểu không? Mình dẫn ta đi tu mình phải khéo léo. Nên nhớ nè, muốn dẫn cái người ta đi tu á, muốn chỉ người ta đi tu, đừng có dẫn liền. Phải cho người ta lỡ cộng tu từ từ rồi hả dẫn người ta đi tu. Chứ đừng có mà tự nhiên á, khổ quá dẫn đến, coi chừng bị tốn tiền xe vô ích. Đi vô chùa tu nó cũng cả vấn đề, nó không có đơn giản đâu. Không có phước sợ ở chùa người ta lo. Tiền dễ hả? Nó phải gầy dựng từ từ, rồi mình nó dẫn ta vô chùa luôn nghe. Nó chùa cắt, quý vị qua chùa mới quý vị thấy không? Bao la vạn trượng luôn. Nó rộng rãi quá trời luôn. Thấy không? Mà bình yên, được lo lắng hết trơn. Không, nó chắn là cuộc đời những đức cũng mong mình làm cho nó xứng đáng với cái công sức và thượng xây chùa. Làm cớ luôn, làm xứng đáng. Những đức muốn gì lắm quý vị. Muốn mà tới khi mình chết mà bao nhiêu đợt bà già ra đi. Mình mong mình làm được những gì đó. Nên những đức làm có mệt mỏi. Chia sẻ bọc pháp hồi nãy nhà Đức lên cần cổ, nhà Đức hồi nãy đau đau à, hồi sáng lên mới lên giảng dữ quá. Buổi sáng tự nhiên sau gì nó đau đau cổ luôn. Hồi nãy lên là mới vô là cần cổ nói chuyện nhẹ nhẹ, nói đau đau cổ lắm nghe. Khang tiếng á, tiếng tới bây giờ nó mới trở lại tương đối 80%. Cái tiếng nhà Đức giờ trở lại 80% rồi đó. Tiếng khỏe lại luôn á. Thấy không, nếu như người ta đâu có lên giảng, đau cổ sao dám lên. Nhưng mà nhà Đức nói thôi kệ, để Phật sắp xếp. Lên giảng từ từ giờ tiếng thông luôn quý vị. Tiếng trở lại bình thường luôn, thấy không? Nói tiếng mấy rồi đó, 10:20 rồi đó. Giỡn đâu nghe. Thấy không? Mà ngồi nó nói cũng đau chân nhưng mà lại nghe được. Quý vị thấy được không? Nhận Đức nói cho quý vị nghe chứ, cái pháp hội của chúng ta là quý vị được Phật phóng quang gia hộ cho quý vị đó. À, 100% luôn. Bản thân Nhận Đức mà không được Phật gia hộ sao mà nói ào ào cho quý vị nghe. Mỗi buổi giảng nó đều có cái lạ không à. Ngồi hoài mà đông gì mà ngồi nghe được, mà mặt sáng nghe. Ừ. Ồ ghê. Hiểu không? Có nhiều cô mà ngồi dưới mà. Ý bà là bà gục cái bà sợ mình thấy, bà gục cái bà sợ mình thấy. Ơi cái mình nhìn bà làm nè. Bây giờ tại sao những đức giảng pháp mấy vị nói xong thầy nó giảng ơi nhìn kệ, nhìn ta ăn cái người ta không dám ngủ, nhìn ta không dám ngủ mà mình nhìn ta phái lắm nha quý vị. À, thật sự luôn á. Cái dạng pháp á, là cặp mắt nó nhìn nhau á, thì nó thu hút còn mạnh hơn. Nó thiệt mà. Ví dụ như bây giờ mình ngồi trực diện như đi, ông thầy nhìn mình hoài, mình muốn ngủ không được luôn. Đó là cái tần số nó phóng ngay người đó mạnh quá. Còn mấy cái người mà mình không có nhìn họ, có khi họ ngủ gục mà mình nhìn họ cái là giật thịt liền quý vị, chứ không giỡn đâu nghe. Nên mình kệ, mình chịu khó, mình giảng, mình liếc mắt một chút, giống liếc mắt. Hiểu không? Nó mình nhìn thấy không, mà khi mình giảng pháp mắt mình nó sáng lắm quý vị. Nó ngồi tuốt trong kẹt mà tuốt ở đằng kia đằng, ngay cái quạt có cái bà ngồi ngủ gục kìa còn thấy. Thấy chưa, nó rõ ràng luôn. Không, khi mình giảng pháp mắt mình nó sáng lạ ghê. Nhìn Đức nhìn mà từ đây ra tới tuốt cái bàn cũng đi thực nghe, mà như Đức nhìn rõ ràng cái gương mặt cái cô đó luôn. Con mắt nó sáng đến mức vậy đó, mà lúc bình thường nó không có sáng gì đâu. Mà lúc giảng pháp là mắt nó sáng gì? Là gì? Phật lực gia trì. Hiểu chưa? Phật lực gia trì. Mà bây giờ Phật lực gia trì là phóng quang nhiếp thọ. Quý vị đều được phóng quang nhiếp thọ. À, mà bây giờ quý vị ở đây được phóng quang bao trùm. Như vậy là hương linh cũng được bao trùm quang minh. Chứ thì sao? Bây giờ ngồi đông gì mà bây giờ hiện tại bây giờ có cái người nào mà đang đau bụng mà chạy không kịp không?
Trong khi thiệt là đông vậy mà không có ai cho quý vị biết Phật lực gia trì chứ gì. Nhưng Đức nói cho quý vị nghe, giờ quý vị nghe thiệt là vui đi. Nhưng mà bây giờ nó tới rồi, Tào Tháo vượt tới rồi, bị ngồi bị cứ nhóm 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 hoài. Thôi nghỉ đi thầy, chuẩn bị nghỉ đi cho. Thôi uống đi cho con giọt cái coi. Thôi uống cho con giọt cái coi. Cái kiểu đó sao nghe pháp, hiểu không? Nhưng mà bây giờ quang minh Phật bao trùm, nó không có cái bà nào mà hiểu chưa? Thì bắt đầu là đó là Phật lực giá trị, nên mình mới ngồi bình yên. Mà đông đúc gì mà ngồi được, ngồi được rõ ràng mà, thấy không? Mà càng giảng gì sao nó càng có cái lực thu hút nha quý vị. Cái môn tịnh độ này nó số 1 nè. Ở cái môn giảng tịnh độ này đúng là số 1. Không có một cái môn giảng nào mà gì chứ, nó lạ thay. Cái môn giảng khác là càng giảng gì sao nó yếu, nhưng mà cái giảng tịnh độ là càng giảng gì sao nó càng mạnh lên, mạnh lên. Nó làm cho người ta theo tần số đó mà tăng lên, thấy không? Vì thì cái người niệm Phật mà đúng đó là càng niệm về sao, càng niệm lâu ngày thì con người này càng tín nguyện, là đúng rồi, hiểu không? Như bản thân những đức mười mấy năm là càng niệm Phật càng tín nguyện mà, những đức càng niệm Phật càng tín nguyện mạnh mà, đúng rồi. Còn cùng thời những đức là nhiều người người ta bỏ cuộc, người ta không chịu gây dựng tín nguyện. Cái người niệm Phật mà bỏ cuộc đa phần là chạy vòng do tâm quắc, đa phần là muốn học hỏi đầu này đầu kia, đa phần là muốn kiếm thêm, là bỏ cuộc. Phải hoàn toàn quy tất cả những cái gặp, cái thấy, cái nghe đều vào bổ nguyện đi, thì số 1 liền, không nói vòng voi, số 1 niệm Phật luôn, đạt liền. Bây giờ quý vị coi những đức học cái gì đều là thấy nghe biết, những đức quy về niệm Phật, những đức không cần phải suy nghĩ, không cần dùng cái đầu óc suy nghĩ tới cái những cái thứ đó. Suy nghĩ ngay cái gì? Bổ nguyện, bổ nguyện niệm Phật. Cả đời con người chúng ta phải nói với mình một câu rằng chúng ta có tan nhà mất mạng, nhưng đối với bổ nguyện Di Đà không bao giờ xa cách. Vì sao? Vì ai giúp mình bằng Phật giúp mình? Không có ai giúp mình bằng Phật giúp mình. Chỉ là giúp cho nhau cơm ăn áo bằng, chọc cho nhau vài nụ cười. Nhưng cười được bao lâu? Chúng ta cười được bao lâu? Khi chúng ta cặn tử nghiệp rồi chúng ta cười nổi không? Quý vị thấy mình tu mình sâu sắc lắm, nên có nhiều người người ta cứ cho rằng mình nói tầm bậy. Quý vị hãy bình tĩnh suy nghĩ đi. Nhận Đức là người từng trải nè. Chúng ta cũng có những giây phút vui, nó cũng giống giống nhịn. Nó lạ ghê. Thấy rõ ràng trong cái cõi đời này vui và khổ nó giống tới ghê chợ. Quý vị thấy gần chết như vậy nè. Nó vậy đó. Thấy không? Thôi hãy tự suy nghĩ đi. Thấy không? Ghê chưa? Cho chúng ta một góc độ sâu sắc luôn. Vui ở cõi đời này được bao lâu? Được bao lâu? Cái tuổi trẻ có gia đình vui được bao lâu? Không có bao lâu cả. Bây giờ quý vị biết tại sao có người ta ngoài đời người ta chạy theo vật chất không? Vì người ta làm cái gì mà không chạy theo vật chất? Người ta có cái phương hướng gì đâu mà không chạy theo vật chất? Người ta phải chạy theo vật chất thôi. Vì sao? Người ta đâu có hướng như mình. Vì sao mà mình giảm vật chất, giảm đua đòi? Vì chúng ta có hướng đi rồi. Mình có hướng đi rồi. Mà cái hướng đi của mình là cái bậc hướng thượng nghe quý vị. Hướng đi của mình là một bậc hướng thượng. Tại vì sao? Vì nó tồn tại vĩnh cửu luôn. Nên Đại sư U Đàm ngài nói người niệm Phật là hoa sen trắng trong loài người. Người niệm Phật là bậc thượng thượng trong loài người. Quý vị biết quý vị hạnh phúc cỡ nào chưa? Tại sao? Vì mình được niệm Phật. Mình được ở trong một cái pháp hội mà bao nhiêu có người ngồi ở đây, họ sẽ nhiều người giảng sanh lắm nè. Ở trong đây nhiều người giảng sanh lắm, không có giỡn đâu. Bây giờ chúng ta đang ngồi ở đây là chúng ta là bạn, bạn tu. Như vậy thì bạn mình sẽ về cực lạc nè.
Mà bạn mình về Cực Lạc đi làm Phật, mình là có bạn làm Phật, thì nghĩ sao? Quan hỷ không? Quá quan hỷ luôn. Mình có bạn làm Phật ở một quốc độ nào, đã bạn mình làm Phật, không lẽ để cho mình ở dưới Tam Đồ hả? Không có lý do đó đâu. Mình có bạn làm Phật thì không có cái lý mình ở trong Tam Đồ ác đạo. Vì bạn mình làm sao bỏ mình? Bạn mình sẽ dùng đa dạng phương tiện để đến độ mình. Giống như bà Thanh Đề, bà có con là A-la-hán thì làm sao bà ở trong loài quỷ được? Ngày Mục Kiền Liên phải dùng mọi cách làm sao cứu mẹ ra khỏi loài quỷ. Tại vì sao? Không thể nào mình sống tự tại mà để mẹ mình được gì, chịu như vậy được, đúng không? Phải dùng mọi cách. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày nói rằng đệ tử của ta là bậc thượng thủ, mà không lẽ để mẹ đệ tử của ta phải chịu khổ gì sao? Không. Phải dùng mọi cách. Nay tất cả các bậc tỳ kheo, chúng ta mở một cái đại hội để cầu siêu, và dùng cái đại hội này về sau để lại cho nhân sinh là gầm tháng 7. Không? Thấy không? Đại hội cầu siêu phát triển từ ngay chỗ tôn giả Mục Kiền Liên cứu mẹ là bà Thanh Đề. Thấy không? Thấy rõ ràng chưa? Vậy thì bạn mình nếu là ở một quốc độ nào làm Phật thì chúng ta không có lý do gì ở trong Tam Đồ ác đạo mà không được bạn cứu. Ngồi đây mà nghe như vậy trong lòng mình cảm thấy trời ơi, nghe thầy giảng mê quá. Vì sao? Bạn tôi sẽ về Cực Lạc làm Phật. Nói cái đó là khiêm nhường quá nhé. Bạn tôi gì? Tôi nè, tôi sẽ về Cực Lạc làm Phật nè, đúng không? Mình nói mình á, chứ mấy tôi nói tôi. Mình nói tôi là mình á, là tất cả chúng ta ở đây đều là về Cực Lạc làm Phật. Các vị nói nguyên một cái số lượng người này ở thế giới Cực Lạc, mà khi đi mười phương chư Phật cúng dường, các vị nói đông quá, sao mà một lúc mà đi thì mà giữ thì được thầy? Chuyện nhỏ như con thỏ. Quý vị mà về Cực Lạc rồi, năng lực thần thông quý vị chúng ta cho một ý niệm cái vèo. Quý vị nhớ nghe, cái quốc độ của chư Phật quý vị đi đến nguyên một cái vàng người này lỡ là nó chỉ có một chút xíu mà. Quý vị đừng có nói nó đông, nó đi nguyên một vàng người này mà lỡ có xài người à, ít xịt à. Vì sao? Vì quốc độ của Phật lớn quá, nên mình nó bay không à mà. Từ trên không, từ dưới đất, từ lưng chân, mình toàn ngồi pháp tòa mình đi không mà. Thấy không? Đâu phải là chen chúc đi xe đá đồ, đi xe đá mư đồ 50 chỗ ngồi đồ chen chúc đâu mà sợ chẹt. Cái này là không chung, mình bay mình đi mà mấy vị nghĩ sao? Tự tại cỡ nào chưa? Không. Nghe bổ nguyện của Phật thấy trong lòng thì thích thú phải không? Nên vậy thì ở cái cõi này Phật nói các con chịu khổ một đời ngắn ngủi đi các con. Chịu khổ một đời ngắn ngủi thôi. Nghe không? Bị châm, bị chích, bị nói này nói kia, nhưng nhớ là cái câu lo nhà mình đi. Nên mấy cái chị mà đi đến đây tu á, trưởng đoàn nhau đó, đừng có trưởng với nhau. Trưởng với trưởng thì kết hợp lại thành đại trưởng để cứu chúng sanh. Chứ đừng có trưởng nhau nghe. Chùa mình không phải là ngôi chùa mà gọi là thắp ba nén nhang rồi tôi sẽ thắp bốn nén, không phải đâu. Ai thắp mấy nén thì có khả năng thắp thì thắp, mình thắp một nén cũng được rồi. Hiểu không? Phật không có đòi hỏi bạn phải tranh cạnh nhau ba nén bốn nén đâu. Dù bạn không có nén nào mà bạn có tâm với Phật thì điều đó Phật dẫn chứng. Nên chị em mà dẫn đoàn đồ đi á, mình muốn giảng sanh thì Cực Lạc, mình đừng có chưởng nhau, mình đừng cứ khích nhau vì cái chuyện người này dẫn nhiều người kia dẫn ít. Ai dẫn nhiều dẫn ít là duyên của họ, đúng không?
Những đức đâu có nghiêng vào ai đâu. Những đức đâu có khích tướng quý vị để những đức được thủ lợi. Lợi cái gì? Những đức đâu có làm cái chuyện đó làm gì quý vị. Mình là điển hình dẫn dắt người ta tu, là chỉ dẫn người ta tu để người ta an lạc. Miễn sao người ta an lạc là mình mừng rồi. Chứ trong cuộc đời này có phước thì có phần, không cần nó cũng có à. Hiểu không? Mình tin chỗ này mà. Đó. Còn mình về chùa vì mình có cơ hội thì mình cúng dường Tam Bảo để làm việc ta trong Tam Bảo. Đó là tu phước tu duyên. Có bà cô kia bà nói rằng tờ con hứa với thầy con làm việc đó vậy. Mà cuối cùng nó không làm được. Những đức nói đừng có vội vàng hứa. Cái gì làm được thì cứ làm đại đi, đừng có hứa lớn lao gì. Nhỏ mà lâu ngày nó cũng thành lớn. Còn hơn chờ lớn mà làm không được, cuối cùng nó không có cái gì. Đúng không? Mình được về chùa một đồng một cắt, mình cúng dường Tam Bảo tu phước tu duyên. Cái đó là mình tạo phước điền. Hiểu không quý vị? Mình có cơ hội nhiều đời nhiều kiếp mình trở về Tam Bảo, mình cũng có cái duyên ở ngôi Tam Bảo này. Những đức ngồi đây chia sẻ Phật pháp ở đâu, ở trên trời dưới đất gớt xuống đây, nó phải trồng cái duyên ở đây thì sao. Nhiều đời nhiều kiếp nó cũng nguyện ở đây thì sao nè, chứ đâu mà tự nhiên sẹt lại đây ngồi đây. Không, những đức là rõ ràng sẹt lại đó quý vị. Chùa này cắt sẵn hết trơn mà quý vị coi. Đại Tùng Lâm có sẵn hết trơn. Có sẵn hết là những đức qua. Thấy không? Chứ đâu phải những đức tạo dựng gì đâu. Thì đó là cũng cái nguyện ở vùng đất đó. Chắc cũng nhiều đời nhiều kiếp những đức cũng từng ở cái vùng đất này dữ dằn lắm nè. Chứ không phải chuyện giỡn đâu. Nhưng mà trải qua thời gian lâu xa nên ở đây nó trở thành đất của Hòa Thượng. Hiểu không? Nên mới nói cái câu là có phần thì không cần nó cũng có. Không có phần mà đi giật giành thì tạo tội nghiệp mà thôi. Hiểu không? Đời đạo gì nên xem lại nghe. Đừng ở đây đi tranh giành hơn thua làm chi. Không có là giành giành cũng không được đâu. Chúng ta nên sống những ngày tháng cho nó tự tại. Đúng không quý vị? Ví dụ như có những người ta xấu quá trời mà sao chồng ta đẹp, phần của người ta. Còn mình đẹp quá trời luôn chồng lại xấu, phần của mình. Nên chấp nhận cái phần mà mình được đi. Còn có nhiều bà không có ai chứ, thì bà không có nợ. Được hết trơn, người thấy chưa? Đều được hết. Có những cô 29-30 tuổi mà không có một bóng hình nào nhìn ngó tới. Mình an ủi mình đi. An ủi bằng cách nào? Cuộc đời đến đây không có thiếu nợ đàn ông, nên á, nhìn vô gương thấy cũng coi được. Nhưng mà không có ai nhìn tới vì không có nợ, chứ không phải vô duyên. Không có nợ chứ sao vô duyên? Dùng cái câu vô duyên là thấy phũ phàng quá. Phải nói là không có nợ nặng để khổ đau. Còn người ta thì có quá trời người đeo đặng, không biết chọn ai, cũng khổ nữa. Thấy cái cõi đời này nó khổ chưa? Không có thì buồn tẻ cô đơn. Mà có nhiều quá thì không biết chọn ai. Cuối cùng mua ôm xô. Cuối cùng mắc sạch. Còn người có đẹp thì lại bắt cằn. Người có xấu thì lại cằn cái đẹp. Mà nó lộn lão kỳ lắm. Thấy vợ thấy chồng người ta thì thích, mà vợ chồng mình có rồi lại không thích nhiều. Ở cõi này nó kỳ cục như vậy đó, nên nó khổ. Bây giờ mình biết tu rồi, quý vị biết cái gì mình có được thì mừng, cái gì mình có được thì nghĩ rằng đây là số phận. Đừng có chê. Chê thì cũng của mình, chê làm chi? Đúng không? Có người, nhiều người có người khổ là gì nè? Nhà mình có rồi mà đi nhìn nhà người ta không à. Mình có cái nhà che mưa che nắng là mình mừng. Có nhiều người ta không có nhà kìa, vậy mà đi nhìn cái căn nhà bự hơn để ao ước không à. Nên bản thân mình không thấy cái căn nhà mình đẹp. Hiểu không quý vị? Con người bên cạnh chúng ta cũng đẹp lắm, cũng tốt lắm. Nhưng mà do mình không có chú trọng đó, vì mình nghĩ nó là của mình rồi. Nó là của mình rồi mình chú trọng chi? Cái tâm đó nên gọi là tâm phũ phàng, tâm thiếu tình cảm. Thấy không? Như bây giờ những đức nói trong chùa mình già cả trẻ gì,
nhưng Đức thấy thương, nên ai nhà Đức thấy cũng đẹp, cũng thương. Tại vì mình chú trọng người bên cạnh mình, nên mình nên có cái tâm vậy mà sống đi quý vị. Bữa nay chia sẻ một pháp dài quá trời, đúng không? Đúng không? Ồ, đi về đây mà 3 ngày thôi nó cỡ không còn miếng. Nó cỡ những nỗi buồn trong lòng không còn miếng, hiểu không? Những sự u uất trong lòng sạch. Để chi trong đó vậy ạ? Bây giờ ai ở đây mà còn hận, còn buồn, ai đưa tay lên coi. Đưa tay lên coi. Nói khô cuốn họng mà còn buồn. Hiểu không? Buồn cái gì? Buồn cái gì mà buồn? Hiểu không? Buồn chi à? Có lợi ích gì? Ai mà đi mang cái mặt buồn vui, chọn đi, vui ngon hơn nè, vui nó lên đúng không, buồn nó xuống. Nên cái người buồn là người trong tam đồ ác đạo đó nghe nè. Buồn có ai mà buông, ít có ai mà buồn mà đưa lên vậy lắm, buông không có ai mà buồn mà như vậy chứ. Ai cũng phần nhiều là vui, thấy không? Vui là nó lên không à, công nhận không? Buồn nó xuống, à. Thấy chưa? Nên vì thấy đa phần vui nó mới lên. Lên cực lạc á, vui nó mới lên cực lạc, hiểu không? Buồn nó xuống, xuống đâu? Xuống tam đồ. Nên mình thấy không, mình mà vui là vui lên rồi đó, buồn thấy không? Thôi buồn chi đi xuống, vui địa vật đi lên. Về hỏi chồng bữa nay vui hay buồn ghê anh. Thầy công nhận giảng hay thiệt nha. Vui là đi lên, buồn đi xuống, hiểu không? Nên công nhận thì tịnh độ này giảng càng thích thú, mà nó đi vào nhân sinh mới ghê chứ, công nhận không? Bây giờ tất cả các ông các bà thấy rõ ràng không? Trong mọi mặt luôn. Buồn là đi xuống à, đúng không? Vui là nó mới đi lên. À, như vậy thì chúng ta trong mọi mặt, trong đời đạo gì cũng vậy, thế gian hay là xuất thế gian đều vui là đi lên à, đúng không? Vậy thì đừng buồn, đừng nên buồn. Buồn chi cho mình khổ, đúng không? Đó, nó cỡ mở cái tâm nó ra. Hay là đặt vào vấn đề người ta đối xử tệ với mình để mình buồn. Mệt quá. Người ta đối xử tệ với mình là để người ta giúp mình khỏi đọa trong tam đồ ác đạo đó. Vì mình có tu nên người ta đối xử tệ với mình để giúp mình đừng có đi vào tam đồ ác đạo đó. Để bào mòn đi cái nghiệp đi vào tam đồ ác đạo đó. Gọi là tội nặng báo nhẹ. Nghĩ vậy đi thì không có buồn nữa. Thấy không? Không có buồn nữa nghe. Thôi không có buồn nữa nghỉ. Chắp tay hồi hướng nghỉ. Hết buồn rồi. Vậy đó. Ngủ thức dậy buồn. Buồn ngủ thức dậy nói chuyện nữa cho vui nghe. Thôi chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về
Tịnh Độ.